Triển lãm M-Tech Osaka 2021 đang diễn ra tại Nhật, thu hút sự tham gia của nhiều nhà sản xuất thương hiệu lớn đến từ các cường quốc công nghiệp như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Nhật Bản. Tham dự triển lãm, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, dịch COVID-19 làm gián đoạn đứt gãy một số khâu trong chuỗi cung ứng. Nhiều công ty Nhật Bản quan tâm và đang cân nhắc kế hoạch chuyển một phần chuỗi sản xuất sang Việt Nam trong thời gian tới. Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam được xem là có tiềm năng, nhưng cần có sự chủ động tích cực nhằm nắm bắt những cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác kinh doanh mới.